Mến chào cô chú anh chị em, hôm nay mình làm hai món bánh bơ, bánh que bơ mà mình làm bánh tiêu bơ. Các bạn thấy bên trong rất ngon ha. Còn bánh tiêu bơ mình nữa nè các bạn có thấy bên trong nó rất là rỗng mà ngon nữa, nó vừa có tiêu và có bơ trong đây nữa, ăn rất là thơm ngon luôn á, cả từng không có bị cứng nha các bạn. Mình sẽ đi cân là bột mì đa dụng ha, mình dùng là 500 g nha. Mình sẽ cân cái bột mì đa dụng xong rồi mình dùng cái hiệu này nha các bạn. Thì ở đây là mình có men nè, mình dùng là 7 g ha. Bạn thấy 500 g thì mình sẽ cho một gói như thế này, mình cho vô cái máy xay hết các bạn. Bơ thì mình dùng 70 g, mè thì 20 g nha. Bơ thì mình sẽ cân xong là 70 g mà mình chờ cho nó tan chảy ra nha. Đó, đây là mình có là bơ nó tan hết rồi. Muối thì 1/4 cà phê muối ha. Nước ấm thì mình dùng là 250 ml nước ấm nha. Đường thì là mình dùng là 80 g nha các bạn, nó vừa ăn nó không có ngọt lắm nha. Bơ mình cho hết toàn bộ trong cái máy xay luôn nha các bạn. Đó, mình không có cần nhồi hết á, cho cái máy này nó làm việc cho mình luôn. Nước ấm rồi mình cho vô đây luôn. Đó, trong cái máy này hết toàn bộ mình xay trong vòng khoảng chừng 3 phút là xong rồi các bạn. Nó không có còn nhồi tay nữa. Đó, mình cho nó xay ha. Đó, mình xay á, cho cái bột với lại cái nước cái này nó thấm vô hết rồi, các bạn thấy nó mịn chưa không? Đó, 3 phút là xong rồi. Đó, bây giờ mình sẽ xay xong rồi mình sẽ cho cái mè vô đây luôn nha. Đó, cho mè xay xong cho nó thấm, cho nó trọn, nó trộn cho nó đều luôn các bạn. Trong vòng khoảng chừng là 50 giây là được rồi. Rồi mình lấy ra ha. Lấy ra xong rồi mình sẽ làm cho nó thành khối nha các bạn. Mình cho cái máy hồi nãy mình xay đó. Cho cái miếng bơ ha. Miếng bơ thì mình cho nó đều. Pha cho nó đều cái bánh máy nha các bạn. Cái khuôn này á, thì mình cho nó đều bằng bơ hết. Mình không có dùng dầu nha. Rồi mình cho cái miếng bột bơ mình để cho đây hết. Mình ủ nha. Ủ ở trong vòng khoảng chừng là 60 phút nha các bạn. Đó, mình lấy cái bao mình đậy lên và cái khăn mình cũng ủ luôn. Trong vòng 60 phút mình giờ sẽ dở ra nè, các bạn thấy nó nở như thế này ha. Nó mở gấp đôi luôn. Bây giờ mình sẽ kéo mình chia ra các bạn. Tùy thích thì các bạn làm kiểu nào cũng được á, mình làm bánh que nè, bánh tiêu đều được hết ha. Bởi vì nó có mè trong đó hết luôn rồi, mình không cần phải cán gì hết nha. Đó, mình chia ra mình đó thì mình chia ra làm hai, rồi mình làm hai kiểu bánh nha các bạn. Mình làm mấy bánh que nè, bánh tiêu. Đó, mình làm được hai loại này, mình ăn cho nó ngon mà nó giòn. Nó vừa giòn vừa mềm ở trong luôn các bạn. Nó thơm lắm, nó có bơ á. Để cả tuần nó ăn nó không có bị cứng. Giờ mình sẽ cho vô cái đây để cho nó không có bị khô các bạn. Giờ mình sẽ cán ra ha. Đây là mình sẽ cán bánh que nha. Bạn thấy nó có mè nó dính vô đó, mình không có cần phải cho mè hết. Cán nó cho nó đều thì thích cho bạn kéo ra cho nó thành que các bạn. Đó, các bạn thấy gì là mình cán nó hơi mỏng 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 như thế này á thì cái bánh mình nó sẽ chiên nó phồng hơn ha. Mình cán ở đây mình cán phần nửa thôi các bạn, mình cho nó cán cắt cho nó hết luôn ha. Đó, mình cắt ở phần nửa xong rồi để cái khăn đó mình đậy lên để đây ha. Giờ mình sẽ đi làm cái bánh tiêu ha các bạn. Còn bao nhiêu á thì mình cho vô làm bánh tiêu ra. Đó, bây giờ mình sẽ chia ra làm thành một cái bánh tiêu, là cái này mình chiên á thì nó vừa ăn cái bánh đó bạn. Đó, mình cán như thế này á thì mình cán phân nửa, mình cũng lấy cái khăn mình đậy lên luôn ha. Cán cho nó phân nửa bột á thì mình cho cái khăn đậy lên ủ lại. Dầu á chuẩn bị mà cho nó nóng rồi ha. Mà trước khi mình làm á các bạn có thể mình cán lại nha. Cán này cho nó hơi mỏng mỏng chút xíu thì cái bánh nó sẽ nở xốp hơn các bạn. Thế mình cán nó trước khi mình chiên á. Cán sơ rồi cho vô thì cái bánh nó sẽ nở phồng lên như thế này nè. Đó, các bạn thấy nó phồng ngon không? Đó, cái mè nó thấm nó vô bên trong luôn các bạn. Không cần phải thấy mè ở bên ngoài. Đó, mình chiên á lần lượt cho nó hết, các bạn thấy nó phồng ra chưa?
cái phòng nó nghiêng qua một bên luôn. Cái bánh mà nó ngon lắm. Bây giờ mình chiên bánh tiêu xong rồi nè. Đó mình các bạn có thể mình lật qua cho nó đều hết các bạn. Cho nó vàng. Xong rồi. Các bạn thấy nó nở tới nó bể luôn. Nó hở luôn các bạn. Bánh đó các bạn nó ngon lắm, tuyệt vời luôn. Nó nghiêng như thế này nè, đó nó phồng quá nó nghiêng luôn. Tuyệt vời chưa? Nở luôn như thế này nè. Đó mình chiên cái phần bánh tiêu xong rồi ha, bây giờ mình sẽ làm chiên bánh que nha. Cái bánh que thì mình cũng cán sơ nha các bạn. Cán sơ để nó sẽ nở nhiều hơn ha. Đó các bạn thấy nó lật qua lật lại như thế này nè. Cái bánh que nó sẽ đều hơn ha. Nó nở bên trong ra luôn. À, trong khi mình chiên á, bạn mở băng niệm Phật á, cho nó nghe nó thanh thản chút xíu ha. À, xin phép nha các bạn. À, mình vừa chiên á, mình vừa nghe băng niệm Phật thì nó sẽ hay hơn. Rồi nếu các bạn rảnh thì các bạn có thể mình ngồi niệm Phật cũng được nha các bạn. Có thời gian mình niệm Phật thì nó sẽ êm dịu hơn cho cái cơ thể của mình ha. Đầu óc mình không cần suy nghĩ gì hết. Rảnh rỗi thì mình có thể mình làm cái này làm cái kia. Đó, cái bánh que mình nó rất là ngon luôn các bạn. Đó mình chiên lần lượt chứ xong hết rồi nè. Nó vàng óng ánh luôn ha. Tuyệt vời luôn. Nó vừa có bánh ve mà vừa có bánh tiêu nữa. Đó các bạn xé ra nè, bên trong nó ngon nè. Bây giờ mình sẽ dừng video tại đây nha. Hẹn các bạn video kế tiếp. Chúc các bạn luôn luôn được nhiều sức khỏe và thành công mọi việc nha. Có bánh tiêu ngon và dễ làm nữa.